mà tính 6 chục là mai nó lăn ra 96 cây rồi, cộng năm mai thì là 8 cây nữa. Nhưng mà cây đâu có nhanh được đâu, tại cái đường nó lớn lắm. Đây cái kiến này nó làm nó giảm giống như là làm cái mình đi mình có cảm giác nó slow lại. Từ San Jose thì Hoàng không có đi qua cầu này. Là ngành lái là không có đi qua cầu này. Bắt cá, nó có luật cho bà cái bãi này cá, đồng đất này.